Lisa đi nữa hay Lisa về? Đi xà đi chứ. Về hả? Dạ, vậy đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, chuẩn bị nha, qua tiếp nha. Cái số nó nhảy chưa? Thấy chữ số nó nhảy rồi phải không? Rồi. Cái số nhảy là đang quay á. Rồi. Đứng phải tay rồi. Cho xe tao qua kìa. Traffic, please.